Hằng, mình đến từ Hà Nội, mình lựa chọn Thảo Nguyên Hoa Long Biên đến chụp ảnh bởi vì là theo như mình được biết thì ở đây có rất là nhiều hoa và đặc biệt là có một cánh đồng hoa nữ hoàng xanh rất là đẹp và thơ mộng. Mọi người có thể nhìn xung quanh mình đây, cả một cánh đồng hoa bạt ngàn màu xanh rất là đẹp. Hoa nữ hoàng xanh này thì có một cái màu xanh, màu tím rất là nổi bật và đặc biệt là mùi hương của hoa này thì rất là dễ chịu, nên là mình đã quyết định đến đây, đến cánh đồng hoa này để chụp một bộ ảnh.